Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Quân Béo Mô Tô Vlog, Quân Béo Mô Tô Hà Đông. Hôm nay review và bán cho anh em hai chiếc xe Honda Rebel 300 nhá. Cả hai con đều 300. Đều là con này là đăng ký 2019 này. Con này là đăng ký 2021 này. Bản này là bản màu xanh mới nhá. Màu xám xanh dày là bản đời mới này. Đó, 2021 biển số Hà Nội. Xe đi có 7.000 cây thôi. Đấy, xe 7.000 cây, xe này là chủ xe mua về không đi đến này. Đấy, xe cực kỳ là ngon luôn. Đấy, sơn này, bình xăng này, đây là sơn nước nha anh em. Con này là màu đen, nhưng con này cũng chỉ có giá 8x triệu thôi, đi hơi nhiều hơn một tí, nhưng mà lại độ full đồ chơi rồi anh em. Vừa bảo dưỡng toàn bộ xong, nhông xích mới này, nhông xích mới này, thay dầu máy nước mát kim full rồi, mọi thứ là mới hết rồi, lọc gió thay mới hết. Đấy, thì con này là vừa bảo dưỡng xong. Còn chiếc xe này thì mới 7.000 cây nên chưa đến kỳ bảo dưỡng, thì anh em mua xe về đi lên thêm khoảng 2.000 cây nữa là 9.000, 9.500, 10.000, 12.000 cây thì anh em mình sẽ bảo dưỡng. Đấy, thì đây là một chiếc mà hai chiếc Honda mình sẽ bán Rebel 300 đồng giá với anh em 8x triệu. Còn x bao nhiêu thì ok, bây giờ chúng ta cùng đón chờ nhá, để chúng ta cùng đi xem hai chiếc Rebel này bao tiền nha anh em. Đầu tiên thì chiếc xe zin đi. Đấy, để cho anh em dễ hình dung ra, đây là một chiếc xe mà Honda Rebel zin, nó trông nó hơi già. Đây con này là anh em Rebel 300 là đều phải lắp cái ốp body che vào đây, các bạn thấy không, vì nó hở hoang hoác này. Đấy, hở này, chiếc này đã lắp rồi này, Diablo à. Đấy, nhìn trông nó rất là ngầu, nó to ngầu đúng không. Đấy thì chiếc này thì không có gì để tả nhiều, xe thì máy zin, ô đồ zin, xe không châm đụng tai nạn. Đấy, con này thì đi có 7.000 cây thôi, 7.000 mấy chục cây ấy, 7.001 đi. 7079 anh em, 7079. Đấy, thì con này mình tất cả xe này mình đều bao check big, bao doanh thu, bao check hãng, bao check gara. Đấy, để các bạn yên tâm trước khi mua xe. Đây, như chiếc này này, đi 7.000 cây nhông xích vẫn còn zin này, nhông xích zin này. Nhưng chiếc này là thay rồi nha anh em. Cái này là thay bộ nhông xích rom chai, xích DID xịn đét rồi đây rồi này. Đấy. Thế là nhông xích là đã thay mới rồi. Đấy, xe này đã được bảo dưỡng thì con này là 18.000 cây. 18.430 thì con này đã được bảo dưỡng toàn bộ rồi. Đấy, dầu máy thay mới, nước mát thay mới, nhông xích đĩa thay mới, lọc gió thay mới, vệ sinh lại kim phun buồng đốt thay mới, buji. Đấy. Em ơi, em có thể đi chụp một mình con này được không? Đấy, em đi chụp một mình đi, vì con này đâu có gì để review không. Con này mình bán nhanh cho anh em 85 triệu nha anh em. Xe keng đét luôn. Con này là đây là có cần này, khi mà để ở trong nhà này, trong nhà chạm vào tường cong veo luôn. Anh em mua tặng anh em một cái tay côn mới luôn. Đấy, uy tín luôn. Đấy, còn xe thì bao check cho các bạn luôn. Đấy, em mang con này đi 85 triệu cho chiếc Honda Rebel zin. Thì em đi em chụp riêng đi để anh review con này. Con này quá chơi đồ chơi luôn anh em. Xi nhan là Spirit Beat lắp ở phuộc này. Con này là các bạn đi dán vào thôi nhá. Dán vào cao su bảo vệ phuộc, con kia còn cao su còn chưa lắp luôn. Xe zin, ôn zin. Đây nữa là xi nhan này, xi nhan Spirit Beat này. Mình gạt lên cho anh em. Đấy, ngầu không? Đấy, dán luôn là phuộc luôn. Anh em nào chạy phuộc áp xe nào đều có thể dán thế này vào được. Gác chân thì chủ xe để zin. Ui, đủ xi nhan sau buộc vào đây luôn. Trời không? Đấy, đứng từ đằng sau nhìn này cũng rất là rõ. Con này thì thiếu cái bô. Anh em nào có mua xe này về thì lên con bô độ cho mình nhá. Bô móc. Úi giời. Chiếc này thì nó sử dụng cũng lâu lâu rồi nên là nó sẽ bị cũ, bị bẩn đi theo thời gian. Đây anh em này, những cái vết nó bong chóc của Rebel mà xe để lâu không đi ấy, nó hay bị bong những cái này. Anh em để ý vào xem. Đây bong đây. Đấy, bong rất là nhiều luôn. Đây bên kia cũng bong một tí. Bược điện này. Đấy. Tất cả lau vệ sinh ủ dầu ấy, thứ ok. Nhưng con này thì lại lợi thế của chiếc này lại rất là hay là lên rất nhiều đồ chơi luôn. Bộ ốp body kit của con Diablo à. Bộ ốp body kit con Diablo ghi đông thẳng à. Đèn đi đèn trợ sáng này. Đấy, lên cả đèn trợ sáng luôn. Đấu thẳng vào pha luôn anh em ạ. Đấy, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đấy,
đấu thẳng vào pha luôn. Thì cái đèn zin này thì bạn ấy lắp thêm cái ốp lưới nữa, nên là nó sẽ bị che mất đi độ sáng một kha khá rồi, mặc dù bạn đã thay cả cái bóng led rồi. Đấy, cái mão này là mão của MT anh em, mão chế của MT. Đấy, lắp thêm cái này. Đấy, cái này bạn nhìn thấy dầu không? Dầu là bọn mình bảo dưỡng toàn bộ, xong thông lại cái dây côn, dây ga đấy, để cho nó mượt, nó gọn. Đấy, con này thì là chủ xe lên ghi đông thẳng luôn. Chưa hết đâu anh em, tựa lưng nữa, dành chở cho người sau, yên để bên hông. Xe chính chủ, mình đủ căn cước của vợ, của chồng đăng ký kết hôn, anh em có thể sang tên. Ốp mâm nữa, đấy. Thì chiếc này mình bán với giá 86 triệu nha anh em, hơn con kia 1 triệu thôi. Ok anh em, xin cảm ơn anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau. Mua xe liên hệ mình 0942 79 5678, 0842 79 1363. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau. Bye bye các bạn nhé.